Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cách mà những người tài xế lái xe đầu kéo ở bên Canada họ thường liên lạc với nhau ở trên cao tốc. Thì hầu hết những cái xe đi đường dài đều đều có trang bị cái radio như thế này. Cái này là cái loại tốt nhất của nó các bạn. Nó có rất là nhiều kênh, cả trăm kênh vậy đó. Thì còn cái loại thường của nó thì có 24 kênh hoặc 36 kênh thôi. Cái loại đó thì nó không có bắt được xa. Coi như là chỉ cách nhau mấy trăm mét thôi. Còn cái loại này thì bắt được rất là xa, mấy trăm cây số luôn. Và nó rất là nhiều kênh. Ồ. Khi mà mình chỉnh qua hoặc là mình biết những cái số của ai thì mình có thể nhớ vào cái bộ nhớ và mình có thể nói chuyện với người ta thì nó bắt được rất là xa. Cái dạng giống như là Icom mà mấy người đi tàu biển hay đánh đó các bạn. Thì cái này mình đã mặc định nó là cái kênh số 1. Số 1 là để đi trên cao tốc Canada và có thể và bắt luôn ở bên Mỹ luôn. Rất là xa. Và đây là cái anten của nó các bạn. Thì cái loại này thì chỉ cần một cái anten thôi. Còn cái loại có lại mà mấy trăm mét thì các bạn hay thấy mấy cái xe đầu kéo nó hay có hai cái anten to thì là to ngay cái kiến, ngay cái gương đó. Đó là cái loại của cái radio tầm gần. Mình có thể các tài xế thường hay liên lạc với nhau và hỏi về cái tình hình đường xá ở trên đường như thế nào, bị kẹt xe hay là người ta có thể hỏi đường và hỏi thăm bất cứ cái gì. Nhiều khi mà mình buồn ngủ quá thì mình cũng cầm cái radio rồi mình kiếm người nói chuyện đỡ buồn ngủ. Và cũng có nhiều khi mình tới một cái chỗ giao hàng hoặc là nhận hàng nào đó thì họ có cái bảng hướng dẫn, họ kêu mình là mở qua cái radio cái kênh nào đó của người ta để mà nói chuyện liên lạc với người ta và người ta có thể hướng dẫn cho mình để làm những gì hoặc là đậu xe ở đâu hoặc là vào cái cửa số mấy chẳng hạn như vậy. Thì nó được sử dụng cho rất là nhiều việc, rất là tiện lợi mà. Mà cũng có khi cũng có cãi nhau nữa các bạn. Thì đa số là các tài xế hay nói chuyện với nhau rất là lịch sự. Nhưng mà cũng nhầm khi có người bức xúc hay gì đó, bị cái xe đối diện nó bật đèn pha hay là gì, họ cũng chửi nhau chí chóe các bạn. Thì đó là là một cái cách mà coi như là họ tài xế họ nói nhau rất là hay. Thì mà hình như là đa số các xe ở về tới Việt Nam đều đều bị tháo bỏ hết. Mình nghĩ là do có thể là không được phép sử dụng hay sao, nhưng mà mình cũng không biết tại sao họ lại tháo bỏ hết. Thì mình thấy cái đó một cái đó rất là hay để mà có thể các tài xế có thể liên lạc với nhau trên đường, giúp đỡ nhau. Thì hiện bây giờ thì đang im lặng vì chắc có thể là tình hình trên đường mọi việc đều suôn sẻ. Và để mình sẽ thử liên hệ với những tài xế khác như thế nào nhé. Mình có thể hỏi người ta kiểm tra dùm cái sóng điện thoại của mình coi là có tốt hay cái sóng radio của mình có tốt hay là không. Can I get a radio check, please? That's working, driver, out here near Hurling Island. All right, awesome. Thank you, driver. Be safe out there. Well, it's going to be easy to be safe because I think we're going to have to park. Oh, too bad to hear that.
I sure as hell don't want to go Highway 1 to trail. Is the coke open? Yeah, some driver say it's open, but other look on the app and they say it's closed northbound. Well, I guess we're going to be coming up to the Laidlaw scale here, so I guess so. They should have it on the board there. Yeah, I tell you, when you see the board, it's kind of too late. Yeah. It was closed about 25 minutes ago. Không không các bạn, khi mà những cái thời tiết xấu, đặc biệt là hôm nay ở trên núi á, tuyết rơi rất là nhiều. Well, you know, we've been lucky so far this winter. Thì những người lại thế họ liên lạc với nhau bằng cái radio này để họ biết tình trạng đường xá như thế nào. Mà mỗi lần khi mình nghe mà trên radio e-cell thế này là mình biết ở trên núi rất là nhiều tuyết và có thể là cái cao tốc ở trên đó người ta đã đóng cửa, không có đi được. Cũng rất là may là mình đã không có cần phải đi làm cái đường ở trên núi đó nữa. Mình đã từng làm hồi xưa rồi mà ớn lắm, trời, đi đường đèo núi quấn dây xích rồi vô bánh xe rồi cực lắm bạn, ướt như chuột lột luôn vậy á. Có nhầm khi không có chuẩn bị sẵn đồ áo mưa này nọ, cái thời tiết trên núi mà nó bất thình lình lắm. Nó có thể đổ tuyết lúc nào luôn. Có nhiều khi mình phải quấn dây xích vô bánh xe các bạn, quần áo ướt nhem hết trơn mà đâu có mang đồ thay đâu. Khi vừa lái xe còn mặc có cái quần lót, vừa ngồi trên xe lái vừa mặc có cái quần xì thôi, quần dài nó ướt hết trơn à. Vậy như đi mấy đường đèo núi rồi mệt lắm. Hiện giờ ở trên đó là đang tuyết rơi bão bùng tùm lum đóng đường, mấy cái xe phải tải phải đậu lại đợi cho khi nào họ dọn dẹp tuyết sạch xong rồi họ mới được đi tiếp. Thì người ta không biết khi nào, có thể là mấy tiếng đồng hồ hoặc có khi nửa ngày. Mình hiện giờ ở dưới đây thì chỉ là mưa thôi, mưa dầm về, mưa cả ngày. Khi mà mưa như vậy thì ở trên cái độ cao thì nó sẽ là tuyết rơi rồi các bạn. Bây giờ không nghe ai nói gì hết trơn. À quên, tắt radio rồi. Mấy ảnh nói chuyện nhặng xị trên radio hết. Mở lên này. Rồi chửi thề rồi nói tiếng Đan Mạch rồi các kiểu luôn. Mà nói chung là đa số là những người tài xế này họ rất là tốt các bạn, rất là lịch sự, họ hỗ trợ nhau, có gì cần giúp đỡ là họ sẽ nói lên cái radio này thông báo cho nhau biết. Hoặc là ai lạc đường, ai có cần hướng dẫn cái gì thì sẽ hỏi nhau qua cái radio này. It'll be the first time I've done it when it's a shit show. I was kind of hoping there'd be less traffic on the road and I'd have it all to myself. No, don't worry, I've been waiting here all night for that highway to open, too. What's that, driver? I thought they just closed it, like, at 3:49. Yeah, from what I heard, too, there's a whole bunch of real shit show up there. I got a funny feeling we'll be sitting here a while yet. Cái máy là cái máy ra đất
có cái điều khiển đứng bấm giống như chơi game đồ chơi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã chia xem những xem cái chia sẻ của mình về cái radio của xe tải này. Các bạn có góp ý gì thêm thì giờ có thể cho mình biết ở trong cái phần comment nhé. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.